được trời thương Phật độ cho bốn con giáp, làm đâu thắng đó, chúng số cực to, cực khủng, phát tài lớn, đúng tháng 11 âm lịch 2023, tiền chất như núi trong nhà. Quý vị thân mến, Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón quý vị đã quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Kính thưa quý vị, các nhà tiên tri tiết lộ rằng, đúng tháng 11 âm lịch năm Quý Mão 2023, bốn con giáp có cơ hội nổ lộc phát tài, vận số cực kỳ hanh thông, được nhiều cát tinh cao chiếu, thần tài ban lộc, quý nhân dẫn bước, có vận may cực đỏ, làm ăn trúng lớn, có cơ hội trúng số độc đắc, trúng thưởng rất cao, giúp cho bốn con giáp này đổi đời đại gia, tiền vàng nhét chật két. Vậy, bốn con giáp đó là những con giáp nào, làm sao để nắm bắt được vận may cực đỏ này, thì xin mời quý vị cùng theo dõi luận giải ngay sau đây. Vị trí đầu tiên, xin được chúc mừng con giáp tuổi Mùi. Tuổi Mùi là con giáp may mắn đầu tiên trúng số liên tiếp trong tháng 11 âm lịch này. Những người trẻ tuổi có ý định khởi nghiệp có thể tìm được những công việc mục tiêu phù hợp với khả năng của bản thân. Dưới sự giúp đỡ và ủng hộ của bạn bè và người thân, bạn có cơ hội gặt hái được thành tích rất khả quan nhờ công việc này. Vì thế hãy mạnh dạn tiến hành công việc theo kế hoạch đã đặt ra từ trước, đã đến lúc bạn nên mạnh dạn bộc lộ những tài năng của mình để xây dựng một hình ảnh cá nhân thật ấn tượng. Tình hình tài chính của người tuổi Mùi vẫn duy trì ở mức ổn định nếu so với tháng trước bạn khá kiên nhẫn với kế hoạch tiết kiệm của mình đang có. Có lúc bạn cũng muốn mua sắm những món đồ mà mình yêu thích, nhưng sau thời gian suy nghĩ, tính đi tính lại, bạn thấy đó là sự lãng phí nên không quyết định mua sắm nữa. Nguyệt lệnh suy cho thấy tính cách ôn hòa, dễ thỏa hiệp sẽ giúp bạn ở vị thế an toàn trong thời điểm này. Có thể vì bạn đã xông xáo trong những tháng trước và không đạt được kết quả gì, nên lúc này bạn muốn có thời gian tĩnh tâm lại. Hơn nữa, thời gian này bạn không nên quá tham vọng, sẽ không tốt cho bạn khi bị ảnh hưởng của tương hại. Lúc này hãy cứ chăm chỉ, học hỏi nhiều sẽ giúp bạn tạo ra nền móng vững vàng cho tương lai sau này. Cụ thể, phương diện sự nghiệp. Tử vi tháng nhận thấy, người tuổi Mùi bước sang tháng 11 năm 2023 âm lịch, với rất nhiều tin mừng trên đường công danh sự nghiệp, các thói quen thường ngày của người tuổi Mùi cũng sẽ cải thiện theo chiều hướng hiệu quả hơn, công việc có thể trở nên bận rộn, đòi hỏi bạn phải luôn dành ra một khoảng thời gian trống đề phòng các tình huống bất ngờ xảy ra. Sao thiên hình, sao xấu, đặc tính khô khắc, hình thương, tai vạ và yểu vong, nghĩa tốt, giỏi thao lược, chủ động, xông xáo, ý xấu dễ cao ngạo, nóng nảy, hành sự bất cần, thậm chí gây họa và phạm tù tội. Nếu bạn khao khát nhận được kỳ vọng của mọi người vì họ muốn thể hiện bản thân là người có năng lực, thì sẽ bị kiếp tài ngăn lại. Bạn mắc chứng nhạy cảm và có nỗi sợ cực độ với những đánh giá tiêu cực từ người khác khi có vấn đề không hay xảy ra trong cuộc sống. Người cầu toàn thường bị ám ảnh nặng nề hơn so với người bình thường, vì thế họ rất dễ bị stress khi liên tục nghiêm trọng hóa lỗi lầm của bản thân. Về phương diện tài lộc, tử vi tuổi Mùi tháng 11 năm 2023 âm lịch cho thấy tin vui là tài vận trong tháng của tuổi Mùi khá ổn định, việc thu chi khá cân đối, nên bạn không còn lo lắng nhiều nữa. Tháng 11 năm 2023 này cũng là lúc thất bạch bay về phương Đông Bắc, cho thấy lúc này là cơ hội phát tài, có lợi cho điền sản, dựng cơ nghiệp. Nếu ai đang muốn tìm hiểu về đầu tư, kinh doanh thì có thể bắt đầu thực hiện ngay từ bây giờ. Nếu bạn chỉ mới đang tìm hiểu về đầu tư thì cũng đừng vội vàng nghỉ việc, hãy duy trì công việc của mình để đảm bảo thu nhập nuôi sống mình mỗi tháng. Bên cạnh đó, bạn dành thời gian rảnh rỗi để tích lũy kiến thức cho mình. Điều này rất quan trọng vì bạn không thể cố làm giàu nhanh với chút thông tin mà bạn đọc mãi không hiểu. Những ai nghỉ việc sớm sẽ có nguy cơ không có tiền đảm bảo cuộc sống cơ bản, không có kế hoạch cụ thể, khiến bạn rơi từ tình huống khó khăn này sang tình huống khó khăn khác mà thôi. Phương diện sức khỏe. Xem tử vi tuổi Mùi tháng 11 năm 2023 âm lịch, thời gian này rất thích hợp cho ai đó bắt đầu thực hiện thói quen ăn uống lành mạnh. Để tăng cân hoặc giảm cân, bạn có nhiều động lực hơn để duy trì thói quen tốt này. Trong thời gian tháng 11 năm 2023, sức khỏe của người tuổi Mùi khá ổn định, đó là lý do bạn chủ quan. Thường xuyên thức khuya để làm việc hay chỉ để xem bộ phim yêu thích, bạn quên đi tác hại lâu dài của nó vì nghĩ rằng mình đang khỏe. Lúc này cũng là tiết lập đông, cơ thể của chúng ta cũng bắt đầu bước vào trạng thái ngủ đông, chờ phát triển vào mùa xuân. Vì thế bản mệnh nên có thói quen ngủ sớm hơn một chút vào mỗi tối, điều này cũng giúp bạn cải thiện sức khỏe rõ rệt đấy. Phương diện tình duyên.
Tiếp nối tử vi tuổi Mùi tháng 11 năm 2023, tháng này xét về đường tình duyên, nếu người tuổi Mùi càng cương nghị, cứng đầu, bảo thủ thì càng bất lợi cho bạn trong việc xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với người thân và gia đình người ấy. Bạn nên hiểu rằng, tuy tình cảm của hai người là quan trọng nhất, nhưng nếu được sự hậu thuẫn của mọi người thì bạn càng hạnh phúc hơn phải không nào? Dường như bạn thích tỏ ra hơn thua rằng mình luôn đúng và đó là lý do bạn hay để xảy ra tranh cãi và sau đó cảm thấy hối hận vì hành động của mình. Nếu đủ may mắn, bạn gặp được người bạn đời thấu hiểu họ sẽ bỏ qua thái độ này của bạn và giúp bạn điềm tĩnh hơn sẽ rất tốt. Nhưng tốt hơn hết là bạn cần học cách kiểm soát cảm xúc của mình để tránh làm tổn thương người khác, hạn chế những rắc rối ảnh hưởng tới tình cảm của hai người. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Mùi. Tuổi Kỷ Mùi, khẩu quyết: càng mở rộng kiến thức bạn càng tò mò và muốn học hỏi nhiều thêm mỗi ngày. Quý nhân là tuổi Mão và tuổi Ngọ, tiểu nhân là tuổi Thìn và tuổi Tuất, màu sắc may mắn là màu nâu và màu vàng. Tuổi Quý Mùi, khẩu quyết: tránh đưa ra lời khuyên cho ai đó khi bạn không hiểu rõ vấn đề. Quý nhân là tuổi Tý và tuổi Thìn, tiểu nhân là tuổi Tuất và tuổi Sửu, màu sắc may mắn là màu trắng và màu đen. Tuổi Tân Mùi, khẩu quyết: có nhiều xáo trộn trong đời sống tình cảm, mang tới cho bạn niềm vui lẫn nỗi buồn. Quý nhân là tuổi Tuất và tuổi Thân, tiểu nhân là tuổi Thìn và tuổi Mùi, màu sắc may mắn là màu tím và màu nâu. Tuổi Đinh Mùi, khẩu quyết: hãy cứ âm thầm cố gắng, bạn nói ra không ai hiểu và dễ bị ngăn cản. Quý nhân là tuổi Hợi và tuổi Tỵ, tiểu nhân là tuổi Sửu và tuổi Thân, màu sắc may mắn là màu hồng và màu xanh. Thứ hai, xin chúc mừng con giáp may mắn tiếp theo, bất ngờ giàu có tiền tỷ cầm tay, là người tuổi Tỵ. Tiếp nối tử vi tháng 10 năm 2023 tuổi Tỵ âm lịch, tháng này tứ lục bay về phương Tây Nam, dự báo sức khỏe có thể bị ảnh hưởng nhất là những người có bệnh liên quan tới đường ruột. Cụ thể về phương diện sự nghiệp, xem tử vi tháng 11 năm 2023 tuổi Tỵ âm lịch, những khó khăn trước mắt không phải là vấn đề đáng ngại với những người nhiều kinh nghiệm, họ sẽ xử lý mọi việc một cách nhanh chóng. Với những người trẻ thì đây cũng là cơ hội cho họ trưởng thành, vì thế đừng lo lắng quá nhiều. Nhờ thiên ấn nâng đỡ nên cuối cùng công việc của bản mệnh cũng sẽ hanh thông, thuận lợi ngay thôi. Bản mệnh ít nhiều đã phải tự vấn về giá trị của bản thân suốt những tháng gần đây và có thể cơ hội cao là câu trả lời sẽ đến với bạn trong tháng 11 này. Nguyệt lệnh lâm quan cho thấy những ai đang ở giai đoạn 30, 40 tuổi sẽ có cơ hội phát triển rực rỡ sau thời gian 5 năm tới 10 năm nỗ lực không ngừng, chăm chỉ một cách thông minh hơn. Sau mỗi lần vấp ngã, đường quan lộc mở ra trước mắt đầy hứa hẹn, chỉ đợi họ gặt hái thành công nữa mà thôi. Tứ lục bay về phương Tây Nam cho thấy có nguy cơ tai tiếng bùa vây, họa từ miệng nên cẩn thận lời ăn tiếng nói. Một số người muốn trở thành trung tâm thông qua những sự kích động mà họ mang lại trong nhóm. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải cẩn thận với những lời khiêu khích của họ, chưa chắc đã tích cực. Nếu bạn hưởng ứng họ đâu, thay vì nghe theo lời của ai đó một cách răm rắp và không suy nghĩ, băn khoăn gì, thì lúc này bản mệnh nên hiểu rõ một điều rằng mỗi người nên có một quan điểm, chính kiến riêng, nhờ thế cuộc sống của bạn mới có thể được độc lập. Hãy đặt câu hỏi trước những yêu cầu, đòi hỏi mà đối phương dành cho bạn. Phương diện tài lộc. Tử vi tháng 11 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch nhận thấy người tuổi Tỵ thời gian này muốn tập trung để cải thiện tình hình tài chính. Khi bạn càng tìm hiểu, bạn càng tò mò hơn về cách người khác làm giàu, bạn rất muốn học theo cách tư duy khác lạ của họ so với những người thông thường và chính điều đó đã khiến họ trở thành những người thành công. Việc làm theo vẫn là điều khó khăn đối với con giáp tuổi Tỵ, nhưng trong lòng bạn đang đầy sự quyết tâm. Trong thời gian này, khi cũng đã tích lũy được một khoản kha khá thì bạn càng nung nấu mong muốn đầu tư, đó chính là lý do bạn trở thành con giáp háo hức học đầu tư cuối năm 2023 này, không chỉ học hỏi mà chính bạn cũng muốn thực hành và hứa hẹn. Nhờ có sao tử vi trợ lực nên bạn sẽ nảy sinh nhiều ý tưởng cá kiếm, thú vị, vừa táo bạo nhằm áp dụng lý thuyết và thực tế, cải thiện túi tiền của mình. Song bạn vẫn nên xác thực độ khả thi trước khi tiến hành hiện thực hóa chúng nhé. Hơn nữa, việc mới bước vào lĩnh vực đầu tư không tránh khỏi việc thất bại, mất tiền, hãy xem đó là kinh nghiệm đáng quý cho những lần sau. Hơn nữa, bạn lưu ý là phải đi từ lớn tới nhỏ thôi nhé, đừng quá tham lam khi mà tìm kiếm kiến thức của bạn còn quá ít ỏi. Phương diện tình duyên. Nguyệt lệnh lâm quan cho thấy, người tuổi Tỵ tháng này khá rõ ràng giữa vấn đề lý trí và tình cảm, dường như vấn đề công việc, tiền bạc đang khiến bạn phần nào trở nên chai sạn đi ít nhiều.
Nhất là nữ giới, bạn đang quá độc lập, lạnh lùng khi cố tìm cách che giấu cảm xúc, nghĩ rằng bạn có thể tự lo cho mình, thậm chí hỗ trợ đàn ông cả khía cạnh tiền bạc. Thế nhưng khi người đàn ông ấy nhận ra rằng họ chẳng thể che chở, bảo vệ bạn, thì tình cảm cũng vì thế mà phai nhạt dần đi đấy. Ngũ hành xung khắc dự báo, một số mâu thuẫn đổ ra mà hai người không tìm được tiếng nói chung, có thể bấy lâu nay bạn đang cố gắng đổ thuận với những yêu cầu bạn không thích, chỉ để duy trì mối quan hệ này. Tuy đây chưa phải là thời điểm để bạn quyết định có nên kết thúc hay tiếp tục nó, nhưng hãy bắt đầu suy nghĩ về nó. Mối quan hệ của bạn với bạn bè và người thân cũng có dấu hiệu lung lay, trong khi bạn muốn có chút thời gian để sắp xếp lại công việc, bộn bề, để nghỉ ngơi, nạp năng lượng, thì dường như mọi người đang mong chờ điều khác. Có thể cái họ muốn là sự quan tâm, chăm sóc nhiều hơn. Hãy cố gắng để cân bằng giữa sự chờ đợi của người khác và mong muốn của chính bản thân mình nhé. Phương diện sức khỏe. Sức khỏe của người tuổi Tỵ tháng này rất đáng lưu tâm, bạn rất dễ bị đổ bệnh trong mùa này, vì thế nên tìm cách phòng bệnh hơn chữa bệnh bằng việc đảm bảo chế độ dinh dưỡng phù hợp, không quên tập luyện thường xuyên. Những người làm việc thiên về đầu óc thường có dấu hiệu mất ngủ, ăn uống không ngon trong thời điểm này. Đó là lý do dẫn đến việc dễ thiếu vitamin gây ra bệnh viêm loét miệng, táo bón, cần chú ý hơn về ăn uống bạn nhé. Ngoài ra, những người đang có vấn đề liên quan tới dạ dày, đừng chỉ dựa vào thuốc mà bạn nên dành nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi. Hầu hết bệnh liên quan tới dạ dày đều do stress, căng thẳng mà ra. Với những con giáp tuổi Tỵ muốn sinh con trong năm nay, cũng phải lưu ý hơn nhé. Trước hết bạn phải mạnh khỏe để có thể nuôi dưỡng được thai nhi trong điều kiện tốt. Đừng vì muốn ép mình sinh trong năm nay tốt, tránh năm kia xấu mà chịu áp lực thêm, gây ảnh hưởng tới sức khỏe của cả mẹ lẫn con. Cẩm nang vượng vận từng tuổi Tỵ trong tháng 11 âm lịch. Tuổi Ất Tỵ, khẩu quyết không ép ai làm theo ý bạn, đưa cho họ lựa chọn để họ tự quyết và chịu trách nhiệm về nó. Quý nhân là tuổi Dậu và tuổi Thân, tiểu nhân là tuổi Tuất và tuổi Tý, màu sắc may mắn là màu vàng và màu tím. Tuổi Kỷ Tỵ, khẩu quyết bạn càng có thái độ chống đối, không biết lắng nghe thì bạn càng thiệt thân. Quý nhân là tuổi Hợi và tuổi Thân, tiểu nhân là tuổi Tý và tuổi Thìn, màu sắc may mắn là màu nâu và màu trắng. Tuổi Đinh Tỵ, khẩu quyết, thái độ tự tin cùng lòng khao khát tự do khiến bạn độc thân đấy nhé, biết cương biết nhu đúng lúc mới là khôn ngoan. Quý nhân là tuổi Dậu và tuổi Sửu, tiểu nhân là tuổi Mùi và tuổi Dậu, màu sắc may mắn là màu đỏ và màu đen. Tuổi Tân Tỵ, khẩu quyết, cuộc sống khó cân bằng, được thứ này bạn sẽ mất thứ khác, dù cho đó là điều bạn không muốn. Quý nhân là tuổi Dậu và tuổi Hợi, tiểu nhân là tuổi Sửu và tuổi Mùi, màu sắc may mắn là màu tím và màu xám. Thứ ba, xin chúc mừng tuổi Thân là con giáp may mắn tiếp theo, trúng quả bất ngờ, giàu sang phú quý trong tháng 11 âm lịch. Công việc của người tuổi Thân không quá ổn định trong thời điểm tháng 11 âm lịch, về tổng thể sẽ phụ thuộc khá nhiều vào việc bạn xử lý những tình huống diễn ra trong tháng. Thực tế là mọi thứ đang diễn ra theo chiều hướng có lợi, chỉ là bạn có đủ năng lực để nhận ra hay không mà thôi. Tháng này, thói quen chần chừ của bản mệnh chủ yếu đến từ dự đoán kết quả xảy ra sẽ không như ước muốn của mình. Vì thế bạn nên học cách kiểm soát suy nghĩ của bản thân và chấp nhận rủi ro để vượt qua những nỗi sợ bị chỉ trích từ người khác. Ngũ quỷ hung tinh có điểm tiểu nhân quấy phá, gây hại cho công việc nên bạn càng hay lo lắng về việc không được chấp nhận, không được ai hỗ trợ. Hơn nữa, bản mệnh thường phải nhận lời phê bình, chê trách của lãnh đạo công ty, lời phàn nàn của khách hàng nên tâm lý phải chịu áp lực nặng nề. Cụ thể, về phương diện sự nghiệp. Xem tử vi tháng 11 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch, những khó khăn sẽ không thể nào hạ gục ý chí của con giáp tuổi Thân. Khi xung quanh bạn luôn có những người giúp đỡ kịp thời, vì thế dù trong hoàn cảnh nào cũng không được suy nghĩ một cách tiêu cực, hãy nghĩ theo hướng mở và tập trung vào cách giải quyết vấn đề, liệu những người xung quanh có đang nhìn nhận bạn đúng theo hình ảnh bạn đang xây dựng hay không. Đây là tháng mà chính bản thân của người tuổi Thân muốn tìm kiếm câu trả lời và giải pháp cho câu hỏi này. Tháng này có thực thần ghé thăm, nhờ đó mà người tuổi Thân sẽ được hỗ trợ rất nhiều, cả về khía cạnh tinh thần lẫn tiền bạc. Bạn đừng lo lắng rằng mình không đủ năng lực, bạn chỉ cần nhớ tới người giỏi hơn bạn về lĩnh vực đó là được, không cần phải nghĩ ngợi nhiều quá đâu. Có thể nói, năng lực cá nhân không hẳn là không được đánh giá cao, nhưng chắc chắn sẽ không thể sánh được với năng lực của tập thể. Các công việc đội nhóm sẽ gặt hái nhiều thành tựu nếu bạn tìm được mảnh ghép thích hợp cho tập thể. Phương diện tài lộc. Tiếp nối tử vi tháng 10 năm 2023 tuổi Thân âm lịch, vận trình tài lộc của người tuổi Thân
đang có dấu hiệu tăng tiến dưới sự che chở của ngũ hành tương sinh. Một số khoản đầu tư của bạn trong 3 tới 6 tháng trước đây đã bắt đầu có lãi, tuy bạn chỉ mới thu về khoản lợi nhuận nhỏ. Nhưng về cơ bản, điều đó chứng tỏ rằng bạn đã đi đúng hướng, muốn tài lộc tăng tiến hơn nữa thì bạn cần phải nỗ lực nhiều hơn. Với người làm công ăn lương, nếu bạn thấy năng lực của bản thân đã được khẳng định, sau một thời gian mà chưa được ghi nhận thì hãy tìm cách cải thiện. Nói cách khác, bản mệnh cần mạnh dạn bày tỏ ý kiến của cá nhân nếu bạn cho rằng mức lương hiện tại không xứng với công sức bỏ ra, hoặc nếu có thể, hãy bán đi tài năng sẵn có, cũng là một cách để bạn mở rộng thu nhập cho mình. Dù ở trường hợp nào, cũng đừng để người khác dùng miễn phí khả năng của bạn nhé. Phương diện tình duyên. Tử vi tuổi Thân tháng 11 năm 2023 âm lịch, dường như có ai đó đã xuất hiện làm xáo trộn cuộc sống của con giáp tuổi Thân. Nhưng may mắn đó là những thay đổi tích cực, giúp bạn sắp xếp lại mọi thứ theo cách khoa học và ý nghĩa hơn. Khi tam hợp xuất hiện, cũng là cơ hội cao để người tuổi Thân đang độc thân tìm thấy một nửa tâm đầu ý hợp trong thời gian này. Có thể bạn gặp người ấy ở một trong các cuộc giao lưu, họp nhóm, họp lớp, lớp học nhảy, đời sống lãng mạn của con giáp tuổi Thân, đặc biệt là thăng hoa, khi bạn dùng sự sáng tạo tuyệt vời của mình để tạo ra những sự kiện bất ngờ cho nửa kia. Có thể bạn sẽ muốn thay đổi không gian của ngôi nhà hoặc sinh hoạt của các thành viên trong gia đình. Phương diện sức khỏe. Xem tử vi tháng 11 năm 2023 tuổi Thân âm lịch, tháng này có nhiều lời mời mà bản mệnh khó có thể từ chối. Thế nhưng, đừng vì thế mà uống rượu bia quá nhiều, nguyệt lệnh lâm bệnh, chủ về bệnh tật, lười biếng, khiến sức khỏe của bản mệnh có dấu hiệu sa sút. Đã bao lâu bạn không tập thể dục rồi, có thể đó là thói quen trong thời gian ngắn, bạn không thể duy trì cho tới thời điểm hiện tại. Kế hoạch tăng cân hay giảm cân của con giáp tuổi Thân lúc này thường xuyên bị phá vỡ, vì bạn không thể theo đuổi chế độ ăn uống mà bạn đã lên kế hoạch từ trước, thay vào đó là những buổi tụ tập bạn bè để ăn uống. Cẩm nang vượng vận từng tuổi Thân trong tháng 11 âm lịch. Tuổi Canh Thân, khẩu quyết, tài lộc dư giả, kinh doanh buôn bán thu về nhiều nguồn lợi nhuận khả quan. Quý nhân là tuổi Thìn và tuổi Hợi, tiểu nhân là tuổi Dậu và tuổi Tuất, màu sắc may mắn là màu trắng và màu tím. Tuổi Giáp Thân, khẩu quyết, chú ý cân bằng thời gian nghỉ ngơi và làm việc khoa học. Quý nhân là tuổi Hợi và tuổi Ngọ, tiểu nhân là tuổi Mùi và tuổi Tý, màu sắc may mắn là màu đen và màu vàng. Tuổi Nhâm Thân, khẩu quyết, đào hoa khởi vượng, các mối quan hệ xã giao được mở rộng. Quý nhân là tuổi Tỵ và tuổi Mùi, tiểu nhân là tuổi Sửu và tuổi Ngọ, màu sắc may mắn là màu đen và màu đỏ. Tuổi Mậu Thân, khẩu quyết, tử vi tháng 11 năm 2023 tuổi Thân âm lịch, vô tình bị cuốn vào vòng xoáy đấu tranh nội bộ, cạnh tranh không lành mạnh. Quý nhân là tuổi Thìn và tuổi Mùi, tiểu nhân là tuổi Sửu và tuổi Dần, màu sắc may mắn là màu hồng và màu vàng. Thứ tư, xin chúc con giáp may mắn cuối cùng, giàu nứt đố đổ vách trong tháng 11 âm lịch là người tuổi Mão. Tổng quan tử vi tháng 11 âm lịch, tháng Giáp Tý, năm Quý Mão của tuổi Mão con giáp này mang tới những thách thức để bản mệnh có cơ hội thể hiện bản thân. Vì thế nếu có chút khó khăn thì chẳng có gì mà đáng phải lo lắng. Sự mạnh mẽ quyết đoán là rất cần thiết cho bạn lúc này. Sự nhún nhường chỉ đúng cho một số trường hợp, nhưng tháng này bạn cần phải dứt khoát và sẵn sàng đối đầu khi cần. Các chi tiết nhỏ nhặt có thể gây ảnh hưởng tới bạn nhiều hơn bạn nghĩ. Hãy cố gắng để xử lý cho ổn thỏa, nếu không chúng sẽ còn đeo bám và làm phiền bạn suốt, khiến cho tâm lý bạn không thoải mái. Hơn nữa, bản mệnh phải nhớ rằng chẳng ai hoàn hảo cả, nên lỡ bạn hay người khác có phạm sai lầm thì cũng đừng vì thế mà chuyện bé xé ra to. Ngay khi sự việc xảy ra, bạn chỉ cần tập trung xử lý là được, việc lỗi thuộc về ai không cần tính toán vội. Một số việc khi bạn hiểu rõ ngọn ngành của vấn đề, bạn sẽ biết là nên làm gì hơn là việc phân định đúng sai. Nếu cảm thấy khó khăn thì cứ đứng vào vị trí của người khác, bạn sẽ có được quyết định hợp tình hợp lý hơn. Nhớ khi đánh giá thì chỉ nhận xét về sự việc, chứ không nên chê cả con người nào đó. Cụ thể, về phương diện sự nghiệp. Xem tử vi tháng 11 năm 2023 âm lịch tuổi Mão, chính quan giúp cho công việc của bản mệnh được thuận lợi. Nhờ sự sáng tạo không ngừng mà bạn tháo gỡ được những khó khăn trước đây. Tháng 11 sẽ mang đến vài điểm kiểm tra bản lĩnh sự nghiệp cho bản mệnh, khi khối lượng công việc có thể tăng lên, nhưng cơ hội thăng tiến cũng đang chờ bạn ở tương lai gần. Hãy tin rằng, ông trời sẽ không phụ lòng bạn. Đây là giai đoạn đặc biệt may mắn mang đến cho bạn những cơ hội ngàn năm có một. Đã nỗ lực nhiều trong năm qua, giờ là lúc bạn có thể tận hưởng những thành quả và suy nghĩ về hướng đi trong tương lai. Tứ hành xung khiến không ít con giáp tuổi Mão đang làm trong lĩnh vực dịch vụ,
nhận về một số kết quả không được vui nhưng bị khách hàng phàn nàn, hoặc số hợp đồng giảm sút rõ rệt khi tình hình kinh tế khó khăn, thay vì phàn nàn hay đổ tại hoàn cảnh thì bản mệnh nên bình tĩnh tìm ra cách thức phù hợp để xử lý vấn đề. Thậm chí trong một số việc có thể mất tiền, nhưng miễn là giữ lại được uy tín thì mọi việc lại tốt đẹp như chưa có gì xảy ra. Phương diện tài lộc. Tiếp nối tử vi tháng 10 năm 2023 tuổi Mão âm lịch, tháng này, bản mệnh có những bước tiến rõ rệt trên phương diện tài lộc trong tháng 11 năm 2023 âm lịch này. Vốn đã là người thực tế nổi tiếng, nhưng trong tháng 11 này, đôi chân sẽ càng chạm sát đất hơn đến các vấn đề liên quan tới tiền bạc. Nhiều người nhờ kế hoạch tiền bạc chặt chẽ đã có được một khoản tiết kiệm kha khá, giúp bạn an tâm hơn với kế hoạch tài chính của mình trong tương lai. Một số con giáp tuổi Mão cũng đã tìm hiểu các cơ hội đầu tư phù hợp để sử dụng tiền của mình một cách khôn ngoan nhất có thể. Không phải ngẫu nhiên mà bạn là con giáp giàu có như lời người ta đồn đâu nhé. Bản mệnh vốn cũng là người biết tích lũy, tích tiểu thành đại và chẳng bao giờ chê các khoản tiền nhỏ cả. Vốn bạn chẳng bao giờ mơ về việc làm giàu nhanh nên luôn tập trung vào việc tiết kiệm để có cuộc sống mà mình mơ ước. Nhờ những suy nghĩ thấu đáo về chuyện tiền bạc nên lúc này bạn có thể giúp một nửa của mình hoặc đồng nghiệp, người thân giải quyết nhiều vấn đề phức tạp liên quan tới chuyện tiền nong. Sao Thiên Đức hỗ trợ cho rất nhiều người tuổi Mão phát tài phát lộc trong thời gian này. Khi bạn có được sự uy tín trong công việc thì cũng là lúc nhiều đối tác làm ăn muốn hợp tác, hứa hẹn có nhiều hợp đồng mới phát sinh, mang lại cho bạn nguồn lợi nhuận đáng kể. Phương diện sức khỏe. Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho những người tuổi Mão có cơ hội bắt đầu một thói quen lành mạnh để cải thiện sức khỏe của mình. Bạn sẽ thực hiện quyết tâm của mình hơn trong tháng 11 năm 2023 này đấy. Nếu có cơ hội thì người tuổi Mão đừng quên đi du lịch để giải phóng đôi chân, cho phép bản thân phiêu lưu với thiên nhiên. Vài ngày trước khi quay lại guồng quay công việc, cách này có thể giải tỏa hết năng lượng tiêu cực, giúp bạn xả stress để cải thiện sức khỏe tinh thần đấy nhé. Bạn hãy chuẩn bị tinh thần và sức khỏe thể chất dẻo dai là rất cần thiết cho tháng cuối cùng của năm đang tới gần. Ngoài việc đảm bảo dinh dưỡng trong từng bữa ăn, bản mệnh đừng quên bổ sung vitamin C để tăng sức đề kháng cho bản thân bằng những loại quả theo mùa bạn nhé. Phương diện tình duyên. Chuyện tình duyên của người tuổi Mão tháng này thực sự rực rỡ. Khi nguyệt lệnh lâm mộc dục, chủ về đào hoa, bản mệnh trở nên cuốn hút kỳ lạ mà chính bạn cũng không hiểu vì sao. Có thể nói, cho dù bạn có xinh đẹp phải không cũng không quan trọng, vì người ta luôn cảm thấy bạn có điều gì đó khiến họ phải tò mò, tìm hiểu không ngừng. Người tuổi Mão có thể vô tình gieo rắc yêu thương vào lòng người khác mà không hay biết, nhất là những ai có tính cách trẻ đáng yêu, bạn thuần khiết và rất nhạy cảm nên khiến đối phương luôn muốn bảo vệ. Tháng 11 năm 2023 này, con giáp tuổi Mão được khuyến khích hạ bớt khiến chắn, mở lòng với thế giới nhiều hơn trong tháng này. Xây dựng khả năng là cần thiết để bạn phát triển sự nghiệp lẫn cuộc sống. Cẩm năng vượng vận từng tuổi Mão trong tháng 11 âm lịch. Tuổi Kỷ Mão, khẩu quyết tử vi tháng 11 năm 2023 tuổi Mão âm lịch cho thấy đây là lúc mở rộng mối quan hệ, nhận được sự giúp đỡ của nhiều người xung quanh. Quý nhân là tuổi Thìn và tuổi Ngọ, tiểu nhân là tuổi Sửu và tuổi Tỵ, màu sắc may mắn là màu trắng và màu xanh nước biển. Tuổi Đinh Mão, khẩu quyết từ bạn tỏa ra sức hút mãnh liệt và nhiều người khác giới có tình cảm với bạn. Quý nhân là tuổi Mùi và tuổi Hợi, tiểu nhân là tuổi Sửu và tuổi Thìn, màu sắc may mắn là màu vàng và màu đen. Tuổi Ất Mão, khẩu quyết tập trung vào các kế hoạch phát triển bản thân, bạn sẽ cảm thấy cuộc sống ý nghĩa hơn. Quý nhân là tuổi Tuất và tuổi Dậu, tiểu nhân là tuổi Ngọ và tuổi Tý, màu sắc may mắn là màu đỏ và màu đen. Tuổi Quý Mão, khẩu quyết, bạn biết được một số bí mật do quá trình tìm hiểu, nhưng đừng vội tiết lộ cho mọi người. Quý nhân là tuổi Hợi và tuổi Mùi, tiểu nhân là tuổi Thân và tuổi Tuất, màu sắc may mắn là màu tím và màu hồng. Quý vị và anh chị thân mến, mỗi chúng ta sống ở trên đời, chắc chắn sẽ có những lúc phải đối diện với khó khăn, nghịch cảnh, đó là những lần rơi nước mắt, chán nản hay những nụ cười tự tin, đối diện và vươn lên. Một lần đối diện với nghịch cảnh là một lần ta đối diện với chính mình, vượt lên nghịch cảnh là vượt lên cái tôi yếu đuối và hèn kém, vượt qua nghịch cảnh giúp ta nhìn thấy rõ những ưu, nhược điểm của chính mình mà từ đó ngày càng hoàn thiện bản thân. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ vận trình của 4 con giáp may mắn nhất được thần tài gọi tên, thần Phật che chở, sẽ nhận được cơ may đổi đời, chuyển vận đúng tháng 11 âm lịch, năm Quý Mão 2023. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc bình an và giàu có.
Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.